Hôm nay chúng ta sẽ đến với môn công nghệ lớp 7. Trong môn công nghệ lớp 7, chúng ta sẽ được học về các phần như là trồng trọt, lâm nghiệp và chăn nuôi. Và phần đầu tiên cô sẽ hướng dẫn các em đó là phần trồng trọt. Và chương đầu tiên đó là đại cương về kỹ thuật trồng trọt. Bài 1, vai trò, nhiệm vụ của trồng trọt. Một lớn, chúng ta sẽ nói về vai trò của trồng trọt. Quan sát các hình ảnh. Sau đây, chúng ta sẽ tìm hiểu xem ngành trồng trọt có vai trò gì trong nền kinh tế. Trong hình tròn thứ nhất, chúng ta thấy có rất là nhiều sản phẩm từ trồng trọt như là bắp cải, lúa, ngô, củ cải đỏ. Hình tròn thứ hai, chúng ta thấy có nhiều sản phẩm của trồng trọt và những cái nhà máy, xí nghiệp. Hình tròn ba, chúng ta thấy có nhiều vật nuôi như là lợn, bò, gà. Hình tròn 4 chúng ta thấy có cảng biển, có tàu, có hàng hóa. Như vậy muốn nói lên vai trò của trồng trọt đối với nền kinh tế, chúng ta phải phân biệt được các loại cây, lương thực, cây thực phẩm và cây công nghiệp. Nên quan sát hình ảnh. Đầu tiên là cây lúa, cây cà phê, cây chè, bắp cải, khoai mì còn gọi là sắn, ngô còn gọi là bắp. Như vậy những cái loại cây này thì đâu là cây lương thực, đâu là cây thực phẩm và đâu là cây công nghiệp? Đầu tiên là nói về cây lương thực. Lương thực chính là thức ăn hàng ngày của chúng ta. Và cây lương thực là những loại cây mà sản phẩm của nó cho nhiều tinh bột, ví dụ như là lúa, ngô, khoai các loại. Loại cây thứ hai gọi là cây thực phẩm, cũng là cây cho sản phẩm và chúng ta sử dụng làm thức ăn hàng ngày. Những cái loại cây thực phẩm này thì nó chứa nhiều vitamin và chất xơ, ví dụ như các loại rau cải, bầu bí, mướp, vân vân. Loại cây thứ ba là cây công nghiệp. Cây công nghiệp ở đây tức là người ta trồng số lượng rất là lớn và sau đó người ta đưa vào những cái nhà máy để chế biến, ví dụ như là cà phê, chè, hạt điều, vân vân. Đó, như vậy là chúng ta phải phân biệt các loại cây lương thực, cây thực phẩm với cây công nghiệp. Sau đó chúng ta dựa vào hình ảnh và chúng ta nêu lên vai trò của ngành trồng trọt đối với nền kinh tế là gì? Có nghĩa là ngành trồng trọt trồng những cái loại cây lương thực, cây thực phẩm và cây công nghiệp đó nhằm mục đích gì? Từ đó mình rút ra vai trò của ngành trồng trọt ở đây có 5 vai trò tất cả. Một là ngành trồng trọt sẽ cung cấp lương thực thực phẩm cho con người. Hai là cung cấp nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến. Ba là cung cấp thức ăn cho ngành chăn nuôi. Bốn là cung cấp các loại nông sản để xuất khẩu. Và thứ năm là ngành trồng trọt cần góp phần điều hòa không khí, cải tạo môi trường. Cô nói thêm ở chỗ này, lương thực thực phẩm là những cái loại thức ăn mà chúng ta sử dụng hàng ngày. Đó. Và phần lớn là do ngành trồng trọt trồng và cung cấp. Vai trò hai là cung cấp nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến, tức là ngành trồng trọt tạo ra các sản phẩm trồng trọt. Và những cái sản phẩm đó được đưa vào các nhà máy chế biến
thành các loại nước giải khát hoặc là bánh kẹo, vân vân. Còn thức ăn cho ngành chăn nuôi, tức là ngành trồng trọt, trồng những cái loại cây dễ trồng và có thể dùng làm thức ăn cho vật nuôi, ví dụ như là khoai mì, rồi ngô. Rồi ngoài ra ngành trồng trọt còn cung cấp nông sản để xuất khẩu, là những cái mặt hàng nông sản có giá trị, ví dụ như các điều, hạt điều nè, chè nè, cà phê nè. Chúng ta xuất khẩu ra nước ngoài và thu lại rất là nhiều ngoại tệ. Ngoài ra ngành trồng trọt, tức là cây xanh đó, mỗi ngày nó quang hợp thì nó sẽ hấp thụ những cái khí độc, những cái khí carbonic, sau đó nó thải ra môi trường khí oxy. Như vậy nó giúp cho cái không khí của chúng ta lúc nào cũng được trong sạch và điều hòa, không bị thiếu hụt oxy. Và mấy em ghi cái phần này vào tập để chúng ta học. Sau này khi nói về vai trò trồng trọt thì chúng ta sẽ nêu năm cái vai trò này ra. Tiếp theo chúng ta sẽ nói về nhiệm vụ của trồng trọt. Như vậy ngành trồng trọt có nhiệm vụ gì? Bây giờ chúng ta sẽ đọc các thông tin sau đây. Đây là những cái thông tin đó, người ta hỏi về nhiệm vụ của trồng trọt, mình sẽ đọc và mình xác định xem thông tin nào là nhiệm vụ của trồng trọt, còn thông tin nào không phải là nhiệm vụ của trồng trọt. Chúng ta phải xác định cho đúng. Bây giờ chúng ta sẽ nói từng câu một. Câu một, thứ nhất là sản xuất nhiều lúa, ngô, khoai để đảm bảo đủ ăn, có dự trữ và xuất khẩu. Về lúa, ngô, khoai, đây là nãy mình đã nói rồi, đây chính là những cái loại cây lương thực. Về chúng ta thấy ngành trồng trọt thì chắc chắn là trồng cây lương thực rồi. Như vậy câu này chính là nhiệm vụ của trồng trọt. Câu 2, trồng cây rau, đậu, vừng, mè, lạc, đậu phộng để làm thức ăn cho con người. Những cái loại cây này chúng ta gọi là cây thực phẩm. Như vậy đây cũng chính là nhiệm vụ của trồng trọt. Câu 3, phát triển chăn nuôi lợn, gà, vịt cung cấp thịt trứng cho con người. Cái việc phát triển chăn nuôi lợn, vịt, gà, vịt thì không phải là nhiệm vụ của trồng trọt. Bởi vì chúng ta chỉ trồng cây, chứ chúng ta ngành trồng trọt chỉ là trồng trồng cây lương thực, cây thực phẩm, chứ không có nói về vật nuôi. Như vậy câu này sai, là không đúng. Câu này không phải là nhiệm vụ của trồng trọt. Trồng cây mía cung cấp nguyên liệu cho nhà máy đường, cây ăn quả cung cấp nguyên liệu cho nhà máy chế biến hoa quả trái. Cây mía chính là cây lương thực, xin lỗi, cây thực phẩm. Và câu này cũng chính là nhiệm vụ của trồng trọt. Trồng cây lấy gỗ cung cấp nguyên liệu cho xây dựng và công nghiệp làm giấy. Gỗ chính là cây lâm nghiệp. Cây lâm nghiệp ở đây là do ngành rừng, ngành lâm nghiệp người ta trồng trồng cây rừng mới là cung cấp gỗ. Như vậy đây không phải là cây lương thực, cây thực phẩm, cho nên câu này không đúng. 6, trồng cây đặc sản như chè, cà phê, cao su, hồ tiêu để lấy nguyên liệu xuất khẩu. Những cây cây này là những cái loại cây mà gọi là cây công nghiệp. Như vậy đây câu này là câu đúng. Rồi như vậy là chúng ta đã xác định xong câu nào là nhiệm vụ của trồng trọt. Từ đó chúng ta kết luận như sau: nhiệm vụ của trồng trọt ở đây phải là đảm bảo lương thực thực phẩm cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Đảm bảo ở đây phải là đủ và có dư chứ không được thiếu. Đó là nhiệm vụ của trồng trọt, và nhiệm vụ này rất là quan trọng và cũng khó thực hiện. Như vậy mấy em ghi cái phần 2 nhiệm vụ của trồng trọt và tập về này chúng ta học. Bên cạnh vai trò và nhiệm vụ trồng trọt thì chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp về ba lớn là biện pháp thực hiện nhiệm vụ của trồng trọt. Vậy muốn thực hiện được nhiệm vụ của trồng trọt
thì chúng ta phải có những cái biện pháp gì bây giờ? Chúng ta quan sát cho cô hình ảnh, đây là những người dân họ đến những cái khu rừng hoang, xin lỗi, những cái khu đất hoang, đất trống mà không có cây trồng, không có rừng, để từ đó người ta khai phá và biến đất hoang đó thành đất trồng, và người ta sẽ trồng trên đó những cái loại cây lương thực, cây thực phẩm hoặc là cây công nghiệp. Như vậy đất này là ban đầu là đất hoang không có người sử dụng. Nếu mà chúng ta để như vậy thì rất là lãng phí. Mình không có đất trồng nhiều thì mình sẽ làm cách này để có mình có được nhiều đất canh tác. Giờ mình gọi đây là biện pháp khai hoang. Rồi còn ở đây là hình ảnh những cái nơi gần biển nè. Gần biển thì có những cái đầm, những cái đầm lầy, những cái đất ven biển thường là đất ngập mặn, không có trồng trọt được. Như vậy người ta sẽ cải tạo đất bằng cách người ta xây những cái bờ kè như thế này. Đó, rồi sau đó người ta trồng những cái loại cây cây rừng của rừng nước mặn để giữ đất, giữ nước, giữ đất. Lâu ngày, lâu năm thì ở cái vùng này nó sẽ được bồi, đất sẽ được bồi, phù sa bồi đắp vào và nó biến thành đất trồng. Và sau nhiều năm như vậy chúng ta sẽ có được cái diện tích đất trồng nhiều hơn. Và cái biện pháp này mình gọi là biện pháp lấn biển, tức là ở những cái đất ven biển người ta lấn dần ra biển để có được nhiều đất trồng. Rồi, đây cũng là một cái biện pháp thực hiện nhiệm vụ của trồng trọt. Ở đây chúng ta thấy có hai hình tròn. Hình tròn thứ nhất, mỗi hình tròn như vậy là biểu thị cho một năm, một năm. Vậy ở hình tròn thứ nhất chúng ta thấy nè, nó được chia làm hai nửa. Nửa thứ nhất mình gọi là vụ chiêm, mà nửa thứ hai gọi là vụ mùa. Tức là người ta trồng cây vào hai cái vụ đó, vụ xuân hè và vụ thu đông. Như vậy ở cái hình một này là người ta sử dụng những cái loại cây trồng thuộc giống cũ và dài ngày. Dài ngày có nghĩa ở đây là cây mà nó có thời gian dài, ví dụ như 6 tháng. Như vậy một năm mình có 12 tháng mà giống cây trồng là giống cũ dài ngày, thì một năm như vậy mình chỉ trồng được tối đa 2 lần. Còn ở hình tròn số 2, chúng ta thấy nè, người ta sử dụng giống mới ngắn ngày hơn. Ngắn ngày ở đây có nghĩa là cây trồng đó có thời gian trồng, từ trồng đến thu hoạch là khoảng 3 tháng hoặc 4 tháng. Như vậy một năm đó chúng ta có thể chia ra làm 3 vụ để gieo trồng. Ví dụ như là vụ xuân, vụ hè thu, vụ đông. Như vậy cái việc mà sử dụng giống mới ngắn ngày này nó có tác dụng tốt hơn là dùng giống cũ dài ngày. Đó, tác dụng ở đây có nghĩa là chúng ta tăng được nhiều vụ trong năm. Thay vì một năm mình trồng 2 lần cây, hiện giờ mình tăng được thành 3 lần. Số lần ta trồng cây nhiều thì chúng ta sẽ thu hoạch được nhiều. Đây là hình ảnh về chăm sóc cây trồng. Muốn chăm sóc cây trồng được tốt thì chúng ta phải biết được, chúng ta phải biết cách chăm sóc cho nó đúng, cho nó phù hợp với từng loại cây trồng. Chúng ta phải áp dụng các biện pháp tiên tiến. Đấy, thì từ đó cây trồng nó mới phát triển tốt và cho năng suất cao. Như vậy, cây trồng mà phát triển tốt cho năng suất cao là chính là nhờ chúng ta áp dụng đúng các biện pháp kỹ thuật trồng trọt. Như vậy nói tóm lại, muốn thực hiện tốt nhiệm vụ của trồng trọt thì chúng ta cần phải có 3 biện pháp. Một là khai hoang lấn biển, mục đích là tăng diện tích đất trồng.
Hai là tăng vụ trên đơn vị diện tích đất trồng. Mục đích là tăng số lần thu hoạch nông sản. Ba là áp dụng đúng biện pháp kỹ thuật trồng trọt. Mục đích là tăng năng suất cây trồng. Như vậy những cái biện pháp này rất là tốt nếu mà trong quá trình gieo trồng chúng ta áp dụng cả ba biện pháp này thì chắc chắn là kết quả gieo trồng của chúng ta sẽ rất là cao, tăng năng suất cây trồng sẽ rất là cao. Nói tóm lại, chúng ta sẽ ghi về những cái biện pháp thực hiện nhiệm vụ của trồng trọt là gồm có ba biện pháp. Một là khai hoang lấn biển, hai là tăng vụ, ba là áp dụng đúng biện pháp kỹ thuật trồng trọt mà chúng ta ghi để học. Sau khi ghi bài xong thì bài của chúng ta sẽ có nội dung như sau. Tựa bài là vai trò nhiệm vụ của trồng trọt. Một lớn là vai trò của trồng trọt có những cái nội dung như thế này. Chúng ta sẽ học thuộc. Nội dung thứ hai là nhiệm vụ trồng trọt. Nội dung thứ ba là biện pháp thực hiện nhiệm vụ trồng trọt. Chúng ta ghi cho đầy đủ vào để chúng ta sau này chúng ta học và kiểm tra. Giờ cái phần củng cố thì chúng ta sẽ tìm hiểu xem những cái loại cây nào là cây lương thực, cây nào là cây thực phẩm. Sau khi mình học xong thì mình sẽ biết được, thì chúng ta sẽ ghi lại. Sau đó chúng ta trả lời câu 1-2 trong sách giáo khoa. Trồng trọt có vai trò gì trong đời sống nhân dân và nền kinh tế ở địa phương? Hãy cho biết nhiệm vụ của trồng trọt ở địa phương em hiện nay là gì? Như vậy mấy em học thuộc bài thì mấy em sẽ trả lời được những cái câu này. Như vậy bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết.